Hello cả nhà ơi, hôm nay Ellie sẽ giới thiệu cái lash mới này của Ellie, nó mới về ha. Cái hàng này hàng hot lắm cho nên order khoảng chừng cả tháng rưỡi nó mới về đó cả nhà. Cái lash này lần trước Ellie có nói là mình có thể tự ở nhà gắn mà nó không cần phải nhiều step, chỉ cần mình đưa lên cái phần dưới lông mi này, cái eyeliner này ở phần dưới này là tự động nó dính vô cả nhà, tại nó có glue sẵn á, nó tiện hơn. Tức là one step only. Ok, để Ellie nè, đây là cái lash mà Ellie làm cho bên mắt bên đây. Lash bên này mình có hai loại lash này cả nhà. Một lash là nó rậm hơn, lash này cái loại này thì nó nhẹ hơn ha. Cái loại này là cái loại rậm hơn một chút thôi. Đó, một cái loại này thì nó natural, loại lash này thì nó natural hơn một chút. Thì để Ellie làm cho cả nhà xem cái phần gắn bên bên mắt bên đây nha. Hồi nãy mình gắn một mắt bên đó rồi. Ok, thì Ellie sẽ, ở đây nó có size là 10. Nó có size 10, 10, 12, 14, 3 size ha cả nhà. Thường mình đi trong đây là góc mắt, giữa mắt hoặc đuôi mắt ha. Hoặc mình dùng hai cái này cho đuôi mắt, một cái này là giữa mắt và một cái lash này là đầu mắt. Thì ok, để Ellie làm đuôi mắt. Sometimes cái loại này nó là bên như vậy nè cả nhà. Đó, nó bên như vậy. Còn cái phần trên đây á là phần glue đó. Rồi mình sẽ đưa thành như vậy lên trên đây, bên trên dưới này, mắt dưới mắt này của mình nha cả nhà. Đó, Ellie không có đi ra xa lắm, là từ mình custom con mắt của mình nha cả nhà, không đi xa lắm là tại Ellie không muốn đuôi mắt của Ellie nhìn nó sụp á. Đó cả nhà, đó đưa lên dính nè, thấy chưa, đưa vô là nó ở liền nè. Đó, dễ làm vô cùng, dễ thương lắm. Ellie sẽ đi tầng thứ hai nữa nha, là số 14 nữa nha. Số 14 tiện lắm cả nhà, không có thời gian đi làm individual á, mình làm cái lash này mình gắn nó stay on cũng được lâu lắm á, 3-4 ngày như chơi. Không, nếu mình cố gắng mình gắn ở trên cái lông mi á, thì nó stay on dữ hơn. Còn nếu mình gắn cái chúng cái da thì nó sẽ stay on không có bằng, nhưng mà Ellie có đeo trải nghiệm qua 4-5 ngày là easy ha. Đó, sometimes mình rửa nước luôn nó cũng không cũng stay nữa. Cái lash này nó good hơn cái lash đầu tiên của Ellie. Cái phần cái lash kia thì mình phải xức mascara glue rồi mình dán nó vô. Còn cái đây glue nó có sẵn. Tuy nhiên cái này thì mình rửa lại mình xài thì nó khó hơn. Còn cái lash loại kia thì mình có thể rửa lại xài hoài cũng không sao. Nó cũng không có bị thay đổi cái curve. Đó. Thích lắm. Đúng chưa? Thích lắm cả nhà ơi. Đó. Đó. Rồi bây giờ Ellie sẽ làm cái đầu lash. Đầu lash thì mình sẽ đi cái ngắn nhất nha, là size 10. Là size 10 nha cả nhà. Ok. Dễ thương không? Ừ, thấy không? Dễ gắn lắm. Cho mấy chị em nào mà không có bao giờ biết gắn strip lash luôn á, cũng hả, cũng gắn được được, dễ thương, dễ ơi là dễ luôn. Rồi cứ đưa lên rồi mình lấy tay mình ép nó lại nhịp cũng được nè cả nhà, nó dễ lắm nè, nó very simple, nó dễ thương không, dễ thương vô cùng. Đó, như là mình có cặp mắt đẹp đi, cái hai giây là xong, chưa tới 5 phút là có cặp mắt đẹp rồi. Đó, mình make up sơ sơ rồi mình cứ gắn này vô rồi xong mình kẹp nó lại cả nhà, mình làm hết xong mình kẹp nó đỡ dính. Nó dỡ dính mấy cái glue ở trên cái lash của mình. Sometimes mình dính mấy cái glue trên cái tweezer của mình, cái mình để vô nó giật ra luôn, làm mình bực bội lắm. Còn này mình đó, thấy không cả nhà? Đó, làm sao cho lúc mình lấy glue ra, cái glue đựng dính vô tweezer là ok ha. Đó, cả nhà mua mua về xài thử đi, bảo đảm sẽ ghiền. Ok, nè, mình có hai loại nha. Ở đây mình bán 15 đồng một hộp cả nhà nha. Bán 15 đồng một hộp. Free shipping cho spend 100 đồng. Ok, còn là không là phải trả tiền shipping cũng rẻ lắm. 5 đồng free, 5 đồng là ship ở trong nước rồi. Nhưng mà bảo đảm ghiền. Nó tại sao phải chọn lash của Ellie?
Tại vì Ellie trải nghiệm, thích, xong custom nó lại theo ý của mình, là tại mình biết chỗ nào nó không có good, chỗ nào nó good. Mình làm cho lông mi của mình tự nhiên. Tại thực tế ra những cái lash này là Ellie thích nó tự nhiên. Còn chiếc glue nó màu đen á, thì cho nó anh chị nào thích giống như dramatic hơn, sắc sảo hơn. Còn đối với Ellie á, thì mình không có muốn nhìn con mắt mình đen quá, thì mình custom nó là clear, clear glue. Còn nếu như mà muốn nói Ellie mình thích đen, glue đen thôi, thì mình có thể order cả cho cả nhà, nhưng mà ít nhất cũng phải là 100 hộp. Đó là wholesale order, thì dĩ nhiên có cái wholesale price nữa. Cho nên nhưng mà mình bán một hộp sẽ là 15 đồng như cả nhà nha. Inbox cho mình bán lash hôm nay. Cái này rất là dễ thương, thích lắm. 3-4 ngày giữ như chơi, ngủ thức dậy vẫn còn, không cần sợ nó rớt, không cần phải giống như bị bung cái đầu nữa. Là tại vì nó bundle, nó cluster chùm thôi. Nó có rớt xong gắn lại nó cũng stay on nữa nha. Ok, bye cả nhà.